Qua cái vinh quang phồn thịnh nào mà không có sự đổ nát hết, đó là chiến tranh thứ ba phải xảy ra thì mình khấn khấn cho mau qua và mà bớt chết chóc. Đó là cái nhiệm vụ của chúng ta, chứ chúng ta không có cản nổi. Chỉ mong những cái người xưa giờ không hiểu á, mong cho họ hiểu, họ có chánh kiến để họ quay đầu cho kịp. Thêm một cây đuốc á, đốt cái màn vô minh của ba địa cầu này á, tốt hơn. Thêm một cái làn khói đen, một là giúp, hai là hại, thì mình kéo được nhiều người có chánh kiến để mà hiểu hiểu cái thời đại tận thế này, Phật thánh tiên hạ phàm để cứu rỗi nhân loại. Thì mình nên khấn khấn càng sớm càng tốt, quay đầu càng sớm á, thì có lợi lạc cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho dòng họ mình, cho chủ quyền mình, cho dân tộc mình, cho thế giới. Thì quay đầu mau lẹ lẹ, còn quay đầu chậm thì mình hiểu chuyện sao á.